Đây là chương trình thông tin giải trí cuối tuần với Chris Phan cùng với Michelle Đỗ, và hôm nay cũng là một người khách rất là quý, đó là ứng cử viên Liên bang Hoa Kỳ, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ, đó là Amy Phan West. Vâng, chào Michelle Đỗ. Lâu quá. Hello Chris Phan. Hello Amy West. Yeah. Michelle, xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Michelle, Amy. Michelle thường thường ngồi bên đây phải không? Yeah. Mình ngồi bên đây phải không? Bên đây okay. Mình đổi chỗ. Yeah. Yeah, quý vị, Amy Phan West đây. Cảm ơn quý vị để cho Amy nói bữa nay trên đài. So Amy muốn wish you guys have a great week. Okay, and election is coming up. Yep. Yeah. Vâng, trước hết Chris đại diện cho anh em ở đây kính chúc quý vị có một ngày thật vui, thật bình an và thật hạnh phúc. Hôm qua là ngày rằm đầu tiên của năm 2020 âm lịch. Chúc cho quý vị luôn luôn bình an, luôn luôn may mắn và được tất cả những ơn trên từ Đức Phật, Đức Chúa sẽ phù hộ chúng ta. Để cái gì? Sức khỏe và sức khỏe. Chúng quý vị thấy đó, đùng một cái cả thế giới đang rùng mình vì Corona virus, cho nên quý vị hãy để ý cẩn thận. Và trong một tuần qua quá nhanh, và Michelle với Chris Phan thấy vậy gần bên nhau, ở gần thành phố với nhau, nhưng mà một tháng này mới gặp lại. Một tháng này mới lên đây. Từ năm ngoái tới năm nay mới gặp lại đó quý vị. Sao một năm đã qua rồi thấy sao? Thì tất nhiên bước vào năm Canh Tý thì con chuột thì con chuột là đầu đàn của 12 con giáp đó quý vị. Cho nên là mình sao rất là phấn khởi để bắt đầu một năm mới, nhưng mà rất tiếc là cái đầu năm nay chúng ta nghe quá nhiều tin buồn cho thế giới và nói chung và riêng cho những người, mặc dầu là họ là bên Trung Cộng rồi bên China, nhưng mà những người dân lành phải chịu một cái nạn dịch như vậy thì vì sao cũng rất là đau lòng. Theo Amy Phan thế nào? Một năm vừa rồi và bắt đầu những ngày đầu năm đây thế nào? Của âm lịch nhé. Okay. Thấy có gì may mắn chưa? You know what? Last year, of course, I agree with Michelle. Chị Michelle là we have a lot of, you know, the incident, the end of the year, like coronavirus. That's very dangerous. And, you know, we hear a lot of cái đó nó có suspicious. Nó tại sao nó có coronavirus, nó bắt đầu làm ở trong cái chỗ cái laboratory của họ. Làm phòng thí nghiệm. Khúc mà tháng October lần rồi đó, ở trong China đó. So, rồi nó nói if mà nó ra đó, nó sẽ giết, cái virus nó sẽ giết about 50 million people. So, yeah. Vâng, Amy West nói là thật sự cái dịch bệnh của corona đó là nó từ cái phòng lab của Tàu Cộng và cái trung ương của Tàu Cộng để cố tạo những cái vũ khí sinh học và có thể giết 50 triệu người trong nháy mắt. Và chúng ta thấy ở hiện tại ở trong bên tàu đó thì cái con số chết nó không thống kê đâu, nó chỉ thống kê 485 người chết thôi. Nhưng mà thật sự ra những bác sĩ mà trực tiếp làm ở đó đó, quý vị thấy không, là họ lén lén họ làm cái YouTube và đưa lên, là họ nói là không thể thống kê được nữa. Và những người chết đó, nó tới gần 20-30 cái lò hỏa thiêu mình. Họ thiêu không kịp. Theo như mình sẽ được biết là hôm nay cái số người tử vong đã lên tới hơn 30.000 người rồi. Yeah. Thật sự ra con số nó hãi hùng lắm. Quý vị có thấy là những cái nhà hỏa thiêu mà không thiêu kịp. Ở đây mà nói tới có 450 người thì hỏa thiêu rất là nhẹ nhàng. Cả một cái Vũ Hán như vậy. Và quý vị biết những cái thành phố mà nó gọi là countryside, gọi là ở thôn quê gần gần cái thành phố Vũ Hán đó. Bây giờ người ta đi ra ngoài cũng không được. Mỗi tuần chỉ cho một người đi ra ngoài để đi kiếm thực phẩm thôi. Và còn bao nhiêu ở nhà hết. Những người nào mà đi ra nhà là quân đội và cảnh sát bắn bỏ. Nó ác độc như vậy. Vâng, và ở trong nhà thì không có thuốc chữa. Mà bây giờ đi ra ngoài tới bệnh viện nó cũng không chữa. Số quá tải rồi. Và cho nên người dân rất là đau khổ. Người dân tàu rất là đau khổ. Phải công nhận tội. Những người lương dân họ rất là đau khổ. Và họ tự chết trong nhà nhé. Quý vị biết những cái thành phố chung quanh cái thành phố Vũ Hán á, bây giờ có 6 thành phố mà kênh với quả bay đầy trên bầu trời. Khi mà kênh với quả mà nó ngửi được cái mùi tử thi là nó xuất hiện.
À, cái loại con kênh kênh đó, okay. Ăn thịt người đó, nó ăn tử thi đó, ăn cái xác chết đó. Là quý vị thấy nó ghê tởm và ở bên tàu bây giờ nó trở thành một cái địa ngục chứ không phải là cái trần gian nữa. Cái địa ngục. Và bây giờ người dân lại đối diện với hai cái chết. Cái chết thứ nhất đó là bệnh dịch của coronavirus. Cái chết thứ hai đó là với quân đội và cảnh sát lùng bắt giết. Và người ta tự chết trong nhà. Tại chết trong nhà người ta vẫn thích hơn là tại sao? Họ không còn chọn lựa. Và chết trong nhà họ tự chôn ở trong phía sau vườn hả? Họ còn cái xác, họ còn cái nấm mồ, họ còn cái tử thi và cái cốt. Họ tự làm và họ tự tự. Người Á Châu của chúng ta khi mà chết họ muốn đem cái xác về và được chôn cất đàng hoàng. Đúng không? Rồi. Cái đó là cái người Á Châu của chúng ta. Và người Việt Nam cũng vậy. Và quý vị thấy nước Mỹ của chúng ta cách nước tàu là bao nhiêu? 10.820 dặm là 20 mai. 10.820 mai mà có tới 11 người cái ca nhiễm bệnh. Mà bây giờ ở Cộng sản sát một bên, Cộng sản Việt Nam á, sát một bên, mở cửa biên giới luôn. Wow. Và tháng 1 vừa rồi, tháng Giêng thôi nhá, tháng 1 vừa rồi là con số là 657.000 người vào nước Việt Nam, hơn nửa triệu người vào nước Việt Nam trong cái mùa dịch này. Và cái cửa biên giới vẫn mở mà cái bộ y tế của Cộng sản nói chỉ có 10 ca. Chỉ được báo cáo có 10 ca thôi quý vị. Không có ca nào chết, có 10 ca quý vị có tin tưởng không? Nước Mỹ xa ngàn ngàn dặm gì mà đã có 11 ca mà trong khi ở Việt Nam không có. Và không biết tại sao quý vị hãy mình Việt Nam của chúng ta rất là khổ tâm, dân Việt Nam rất là khổ tâm là tại sao? Bây giờ khi mà nghe được cái dịch bệnh 14 nước tổng cộng 14 nước có cái biên giới với tàu cộng thì 13 nước đã đóng cửa trong khi Việt Nam lại mở cửa cho tới ngày hôm nay. Vâng, Michelle thấy thế nào? Michelle thấy đó, trước cái tình hình mà thế sự như vậy, mình thấy rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng là sống với chế độ cộng sản thì như thế nào quý vị? Sống với một cái xã hội chủ nghĩa nó như thế nào? Là ngay cả tới cái sự tự do chọn cho cái chết cho mình cũng không được, không có thể lựa chọn được. Và cái quyền để biết, cái quyền được bảo vệ về y tế, sức khỏe, an ninh đó của người dân như thế nào quý vị thấy, thì quý vị phải định rõ cái chế độ của xã hội chủ nghĩa nó như thế nào. Vâng, và bây giờ nó rất là nguy hiểm đến đồng bào của chúng ta. Bây giờ có 5 nước mà nổi tiếng nhất và tốt nhất về y tế, trong đó có nước Mỹ. Và 5 nước mà tồi tệ y tế, tệ hại nhất, kinh hoàng nhất, trong đó có nước Việt Nam. Quý vị thấy nếu mà nó, không phải nếu nữa, bây giờ hiện tại cái mầm mống của nước Việt Nam chúng ta rất là nguy hiểm. Và cái chết đang đến từ từ gặm nhấm vào cái người dân Việt Nam của chúng ta. Đó, Amy Fan West sẽ là gì? Congress của Mỹ. Nếu đang ngồi ở trong cái lập pháp của Hoa Kỳ, đó là Quốc hội Hoa Kỳ, Amy sẽ nghĩ thế nào và có điều gì chia sẻ đến lập pháp Hoa Kỳ? So first and foremost, I'm very happy that Trump was. Muốn em nói tiếng Việt không? Dạ, tiếng Việt đi. Okay, em rất là happy ông Trump là the first one để ngừng cận để mấy người từ tàu đi vô trong cái nước của Mỹ return. He là the first one that protect nước Mỹ của mình. So he is the first to stop it. So em là rất là hân hộ that ông Trump làm cái đó, tại vì ông biết cách để làm để giúp người Việt người của mình ở đây. So khúc mà em ngồi ở trong Congress á, you know, I'm gonna help Trump. Tại bây giờ, if you look at it, the House nó có majority là đảng Dân Chủ. They're not doing anything for the American people ở đây. So all they do is move and impeach on Trump all the time. And not only that, họ waste cái giờ của mình, như là cái tiền của mình, tiền tax của mình. Okay? So Amy's gonna change that. Michelle muốn dịch lại không? Dịch sơ lại chứ. Ứng cử viên của Quốc hội Liên bang, cô Amy West, cô ta vừa bày tỏ cái cảm nghĩ của cô ta về ông Tổng thống Trump của đất nước Hoa Kỳ. Ông là người đầu tiên ngăn chặn cái sự nghĩa là
lan rộng cái risk, cái rủi ro của cái người Trung Quốc mà đem cái dịch bệnh vào cho người Mỹ, trong khi cả thế giới đều hoảng sợ. Thì trong lúc đó đó thì Đảng Dân Chủ họ làm gì quý vị? Họ chỉ lo chú tâm để mà đàn hạt ông Tổng thống Trump thôi. Thì cô Amy West, cổ trình bày, mặc dù tiếng Việt của cổ không rành lắm, nhưng cổ đã trình bày là nếu mà cổ là được ngồi vào cái ghế của Quốc hội thì cổ sẽ giúp đỡ ông Trump, ủng hộ ông Tổng thống Hoa Kỳ để làm cái sự thay đổi để bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ. Vâng, cái đó là điều rất là tốt. Ứng cử viên liên bang Hoa Kỳ, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Amy West, cô rất là trẻ, chưa tới 40, nhưng mà có những cái suy nghĩ rất là tích cực, suy nghĩ rất là hữu ích cho cái người công dân Hoa Kỳ của chúng ta đang ở tại nước Mỹ này. Đó là bảo vệ từng người dân và giúp cho Tổng thống và chính quyền của Tổng thống Donald Trump bảo vệ và làm sao cho nước Mỹ nó hưng thịnh, và làm sao cho nước Mỹ nó đoàn kết, và làm sao cho nước Mỹ được khỏe mạnh và cray again. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 và đào sâu và nói về Amy West và này sẽ ứng cử như thế nào, những điều gì để làm cho Amy West thắng cử, và những điều gì mà Amy West cần cử tri gốc Việt của chúng ta. Cảm ơn quý vị.